Các bạn, hôm nay mình sẽ trả một món hàng, một dòng phụ kiện, một thiết bị dành cho sử dụng trong ô tô. Đây là khách hàng đặt với mình, sản phẩm đặt rất là nhanh trong thời gian khoảng độ được thứ anh đặt được tầm 2 tuần nữa. Và hãy lát bên UAD thì chuyên đặt những cái mặt hàng khó hiếm, độc lạ, những sản phẩm và khó order. Bây giờ em mời anh giới thiệu một chút về cái sản phẩm này. Ra là mình cũng không rõ về sản phẩm này, một linh kiện cho ô tô. Mình giới thiệu là đây là một cái đầu đọc và xóa những cái lỗi của ô tô. Và khi cắm vào sẽ phát hiện được ra là lỗi gì trên ô tô. Anh là ở showroom ô tô nào đấy ạ? Mình là bên Quang Minh. Các bạn có thể quan tâm showroom ô tô Quang Minh đấy, chuyên có những phụ kiện chất lượng từ thị trường Mỹ, có thể qua ủng hộ. Đây mình sẽ check thử xem là cái sản phẩm này, một chút này, sản phẩm này thông qua cái mã vạch. Đây anh thấy zoom sát vào thấy được cái mã vạch của nó, số mã vạch và cái thông tin ở trên điện thoại mình vừa mới check. Ok. Từ Amazon, thị trường Mỹ. Ok. Ngoài ra thì bên mình cũng nhận đặt hàng những cái sản phẩm linh phụ kiện ô tô. Gần đây nhất là cái linh phụ kiện của xe Audi của anh Toàn đã giới thiệu trên fanpage mình đấy. Mình cũng vừa nói qua video trước. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ làm thủ tục để trả hàng cho anh ở showroom ô tô Quang Minh. Cảm ơn anh. Chào các bạn, thì hôm nay bên World Order giới thiệu các bạn một cái sản phẩm mới, đó là công ty nhập về. Thì trong cái thị trường mà đồ chơi ô tô xe máy ấy, đấy là một nhánh sản phẩm, thì cái sản xuất từ Trung Quốc rất là nhiều. Thì để mà để lấy được một sản phẩm mà chính hãng mà liên quan đến cái tiêu chuẩn cũng như là an toàn của phương tiện cũng như là của người dùng, thì công ty có hỗ trợ là đặt những cái sản phẩm quý hiếm mà độc ở trong nước, hoặc là các bạn mà chưa đủ chuyên môn để biết rõ là cái sản phẩm này là mình hoài nghi, là cứ thấy made in China là các bạn là của Trung Quốc nhưng mà không biết rõ là nó xuất xứ cho thị trường nào, thì các bạn có thể liên hệ ngay với World Order. Thì như trước ống kính các bạn đang xem video, đây là một sản phẩm công ty đặt từ thị trường Mỹ về, thì các bạn có thể hoàn toàn kiểm định được qua cái mã vạch cũng như là số check code xuất xứ tại Trung Quốc nhưng cho thị trường Mỹ ấy. Thì như đây các bạn xem luôn, cái anh em vừa check luôn, rất là yên tâm về cái tiêu chuẩn của sản phẩm. Như anh khách hàng mới đây cũng là đối tác của công ty luôn, hỗ trợ về anh là bên lĩnh vực Cara Auto Quang Minh. Đấy thì đợt này anh đặt một số thiết bị về, như cái thiết bị anh vừa giới thiệu đó là một cái chi tiết để đọc xóa lỗi trên ô tô. Nếu theo mình biết là như vậy thì để hoạt động thì còn một số cái máy khác nữa kết nối thông qua Bluetooth và Wi-Fi gì đó. Thì đấy là giới thiệu sản phẩm công ty này trả khách hàng luôn. Ngoài cả những thiết bị này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với World Order để đặt hàng những sản phẩm mà trong nước không có, hoặc là mình đề cao về chất lượng sản phẩm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo luôn.